Mì ngon của con này, con gái yêu. Nhớ là phải ăn hết sạch đấy nhé. Bố cứ tin vào con ạ. Sẵn sàng mắm mắm cho búp bê. Wow, em đúng là vũ công giỏi. Thật duyên dáng. Ước gì chị cũng xoay được như thế. Sao em không bị chóng mặt? Vậy chắc là đủ rồi. Nhìn em thôi là chị đã thấy đói cồn cào. Ngon xỉu. Mì ngon thượng hạng luôn đấy. Ok búp bê, đứng lên. Không được dừng lại. Phù, về nhà rồi. Trận bóng đá căng thẳng dã man. Mình cần nghỉ ngơi. Chỉ muốn tháo dép ra ngay thôi. Dễ chịu quá. Chở mắt xíu nào. Khoan, có phải phô mai? Trời, nhức hết cả mũi luôn. Mình đã tìm được thủ phạm rồi. Phải tháo bít tất ra thôi. Không được để mẹ nhìn thấy. Trời đất ơi, con đang đùa bố à? Con dán, đã bảo không nuôi con gì mà. Ai biết mình sẽ tìm thấy ở dưới này. Thế này còn tệ hơn. Ghê quá đi mất. Bằng cách nào? Thực ra mình không muốn biết. Mình đã có cách rồi. Đi theo bố nào. Yik. Bố cho xà phòng vào trong bít tất, rồi nhúng bàn chân của Betty vào đó. Sau đó bố có thể dùng ủng nhựa để rửa sạch. Cách này sẽ rất hiệu quả đó nha. Mong là nước ấm vừa đủ. Vậy là ổn rồi. Giờ thì về lại giường nhé. Wow, không còn đất bẩn. Sạch tinh tươm. Đắp chăn cho Betty không bị lạnh này. Có thế chứ. Ngủ ngon con yêu. Một ngày dài. Mau chuồn khỏi đây thôi. Suỵt, đừng đánh thức người khổng lồ. Chơi thôi. Vào game nào. Không, đừng làm thế. Tớ biết tớ đang làm gì mà. Cứ để tớ chơi đi. Coi chừng. Uh-huh. Chúng mình thắng rồi. Đập tay nào bạn thân. Tuyệt vời ông mặt trời. Tớ thấy như đang sống. Đừng làm tớ ngã. Wow, căn phòng đang xoay vòng. Lên trên này. Chúng mình có nên không? Kệ đi, vui là được. Betty chẳng biết đã có chuyện gì đâu. Chắc chị ấy cũng muốn được trang điểm lột xác. Cái này sẽ giúp chị ấy tỏa sáng. Wow, vậy là xong xuôi rồi. Làm tốt lắm. Đi nào, vẫn còn sớm lắm. Đã đến lúc lên đường. Tớ luôn muốn làm điều này. Bám chắc vào. Đôi khi tớ cũng muốn quậy banh nóc. Tớ không có bằng lái xe đâu. Khoan, giờ mới nói à? Trời đất ơi, vui quá đi mất. Woohoo. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, gạt số đi. Cậu vẫn chưa được trải nghiệm hết đâu. Oh yeah, đây mới gọi là tổ lái này. Tớ beautiful mất thôi. Nhưng mà quá đã. Tớ không muốn đêm này kết thúc. Chúng mình quay lại giường đi. Ừ, tớ mệt rồi. Tớ không còn khỏe như hồi trước. Còn nhớ khi chúng mình tiệc tùng cả đêm không? Ừ, vui dã man. Chưa gì đã sáng rồi. Mình mơ rất điên rồ luôn. Mình thấy búp bê sống dậy. Khoan, gì cơ? Sao lại? Có chuyện gì đêm qua? Chỉ là mơ thôi nhỉ. Mình đang làm nhảm cái gì chứ? Tất nhiên rồi. Thôi, đi rửa mặt cho sạch. Lên, sút. Không, đừng chuyền bóng qua. Sao họ lại làm vậy? Bố ơi, chơi với con. Lúc khác con yêu, trận này quan trọng lắm. Đi mà, mình chẳng bao giờ chơi. Con đã xem thời tiết chưa? Không ra ngoài được đâu, đang bão kìa. Nếu bố đã nói như thế, con đã mong được ra ngoài chơi. Bố rất tiếc, để lần sau nhé. Lỡ cú ghi bàn. Bố dành nhiều thời gian xem thể thao hơn là chơi với mình. Chẳng công bằng gì cả. Thôi lại đành chơi với bức tường. Ok, bắt hay lắm. Xem này bố ơi, Betty sút. Bạn trượt rồi. Cẩn thận. Wow, cú kỹ thuật. Chẳng hiểu cái gì luôn. Chuyền bóng đi, nhanh. Không. Kiểu gì cũng u một cục cho xem. Chuyện gì thế? Bố nhớ là có cái gì đã bay vèo qua một cái và boom. Khoan, sao đổ hết rồi? Không thể tin nổi. Betty, con làm đúng không? Rồi mẹ sẽ tức điên lên cho coi. Con gái, báo qua báo mà. Betty không ở đây. Lần sau ra ngoài chơi. Ngoài trời vẫn đang mưa to nhỉ. Nhưng không sao hết, con cầm chiếc ô này đi. Chắc không được. Vứt vào thùng rác cho rồi. Khoan, bố có ý tưởng này. Chờ đây. Phải chỉnh sửa một chút đã này. Kéo đâu? Dạ dạ, có ngay đây. Chúc may mắn. Mong là hiệu quả. Băng dính, ngay. Có ngay thưa bố. Đây ạ. Chắc là được rồi đấy. Wow, đẹp quá đi mất. Mặc thử nào. Dễ chịu ghê.
Đôi đôi này. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Quậy banh nóc thôi. Ghét làm việc, chán như con dán. Ghét bài tập về nhà, mãi mà chẳng kết thúc. Mấy giờ rồi nhỉ? Chúng ta chính thức đi nghỉ dưỡng. Thứ này và thùng rác. Và bố không cần mặc áo sơ mi nữa. Thế này mới chuẩn. Cuối cùng cũng được là chính mình. Đi với bố không, Betty? Con đã mong bố sẽ nói thế. Tạm biệt bài tập. Mừng quá được cởi đồng phục ra rồi. Không phải phong cách của mình. Con đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả ngày. Háo hức quá đi mất. Không cần đeo kính cận nữa. Nhìn con ngầu không? Phải đóng gói đồ mới được. Có hết nhu yếu phẩm rồi. Đi du lịch thì phải có kẹo chứ. Và bao nhiêu sô-cô-la cũng là không đủ. Con gái nói chuẩn không cần chỉnh. Vậy là đủ rồi. Mà chờ một chút. Còn suýt thì quên mất. Em sẽ đi với chị Teddy. Hả? Gì cơ? Em không có quần đùi á? Chị đã chuẩn bị rồi. Xem đây này, em sẽ cực kỳ sành điệu. Mong là em mặc vừa. Có hơi chật một chút. Gần được rồi. Hay là em thử nín thở xem, Teddy. Cố lên nào. Không ăn thua gì. Mà chờ một chút. Mang quần áo nào đây? Của bố còn nhiều chỗ. Chắc chắn sẽ vừa. Sweet Teddy, đây là bí mật của chúng mình. Em thấy thế nào? Chỗ này có vẻ khá thoải mái đấy. Vào đi này. Dạo này em tăng cân à? Đó, chuẩn lệ. Mang hết đi, đỡ phải nghĩ. Sao con Teddy lại ở trong vali? Bố nói gì con chẳng hiểu luôn đấy. Đi nào, nhanh thôi. Bố nghĩ ra cách rồi. Cho Teddy vào túi thật bự, rồi kéo khóa đóng chặt lại. Tiếp theo mình cần máy hút bụi. Thích nhất phần này. Mình sẽ dùng máy hút bụi để hút chân không cho túi. Đó, nó đang co lại. Bây giờ con có thể đút vào cặp rồi. Con yêu, thử đi nào. Wow, cứ như phép thuật ấy bố ơi. Tuyệt quá đi. Vừa như in luôn này. Vậy là đủ hết rồi đấy. Đi nào, nhanh không lỡ chuyến bay. Ê, có trứng này. Mình có thể làm món trứng tráng. Ta-da. Còn quả này thì sao? Để một quả, úm mà làm mở ra. Mình chỉ còn một cơ hội nữa. Con yêu, không. Đặt cái gậy xuống đi. Được rồi, nhìn quả trứng nhé. Bỏ vỏ ra khỏi chảo này. Làm nhiều sẽ quen tay. Trời, đi học về ăn mấy cái này chán quá. Vậy, chán lắm. Này, mở tủ lạnh xem có gì đi. Mẹ lúc nào cũng để nhiều đồ. Thấy không? Sáng nay chắc chắn là đâu có cái bánh này. Xử nó thôi. Không biết bánh này được bao nhiêu miếng. Cẩn thận đấy nhớ. Thìa, sẵn sàng. Tụi mình sẽ được ăn thật ngon. Đã quá đi mất. Có phải không nào? Khoan, có tờ giấy bên dưới bánh. Bánh cho mẹ. Thôi xong đời rồi. Hay là tụi mình làm cái bánh khác. Marshmallow có được không? Với sô-cô-la thì được. Chỉ cần đặt các miếng vuông lên trên khắp đĩa. Sau đó đặt marshmallow siêu to khổng lồ lên. Và cuối cùng này, cho đĩa vào lò nướng trong một lúc. Hẹn gặp lại sau. Khi mọi thứ trông giống như thế này thì ta có thể lấy ra. Cẩn thận, siêu nóng đấy nhé. Chà, nhìn món ngon mà xem. Mẹ sẽ mê cho mà xem. Mẹ về rồi. Chào con yêu. Còn nhớ ngày sinh của mẹ. Đây, dùng bánh ạ. Chà, sáng tạo quá con yêu. Sốt kẹo dẻo tan chảy. Dẻo dai và ấm nóng. Vị cứ như mùa hè trên đĩa vậy. Tuyệt, con trai cưng của mẹ có khác. Yêu con. Yêu. Yeah, em cũng muốn thử món ngon này. Nước chanh tươi cho bạn. Hãy đến đây nào. Chào mọi người, ở đây nhiều lắm, lại đây. Mọi người khát lắm ha. Uống thỏa thích. Nhanh cứ như cơn gió ấy nhở. Mình chẳng còn lại giọt nào.
Bây giờ mình phải bán gì đây? Chuyện gì thế? Con hết nước chanh rồi. Ồ, tội nghiệp ghê. Nhưng có lẽ con có thể đổi loại nước. Thấy quả dưa hấu chứ? Cắm thanh này xuyên qua vỏ này, rồi kéo nó ra. Và con đã tự làm được một cái vòi nhỏ. Nè, chỉ cần cắm vòi này vào là ok la. Vừa như in luôn. Giờ hãy dùng dao cắt một hình vuông nhỏ ở trên đỉnh, rồi cho dụng cụ xay vào để tạo nước ép. Con thấy hết mọi thứ bên trong. Và giờ thì đến phần vui này. Cho một cốc nước ép dưa hấu với ạ. Nước ép không thể tươi hơn. Và giờ là giải thưởng cho sự vất vả nãy giờ. À, giờ chỉ cần đổi biển hiệu thôi. Vậy là xong. Vâng ạ, mời quý khách vào dùng. Có đủ cho tất cả mọi người. May mà cái chăn này đủ rộng. Làm mới cho cái sofa này, thấy không? Tuyệt. Wow. Không sao đâu, chỉ cần che rèm lại là được. Chúng ta chính thức xem phim 3D thôi. Tuyệt. Không, tắt. Có thế chứ? Có vẻ con bé đang gặp rắc rối hả? Cảm ơn bố cho con bỏng ngô. Hả? Thứ này bị sao vậy trời? Betty, mặt nhăn như khỉ vậy. Mặn à? Cái tính kén cá chọn canh. Thế này thì còn xem phim gì nữa? Xỉ, Betty, con muốn ăn đồ ngọt à? Không. Thôi được rồi. Lúc nào ăn uống cũng kén chọn lắm. Mình có thể làm bỏng ngô đặc biệt. Nhưng thay vì lò vi sóng, mình sẽ nấu trong chảo trên bếp. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Vì con bé thích đồ ngọt nên mình sẽ cho caramel vào. Và giờ ta để nhiệt thực hiện phép màu. Chảo đang nấu rồi kìa. Dầu bắn tung tóe hả? Nhưng thế càng tốt chứ sao. Và bạn sẽ ngay lập tức có được bỏng ngô thơm ngon. Hay đúng hơn là ngô caramel. Mùi cũng thơm nức mũi. Này Betty, con đã ngủ rồi sao? Ồ, chán ghê. Vậy thì mình lại càng được ăn thôi. Ngon quá. Mở quả này thế nào đây hả trời? Bị nát chảy nước ra luôn. Rõ lắm lông. Cứ như liếm con mèo ấy. Hay là mình cắt ra nhở? Cũng ổn đấy chứ. Nhưng mình cắt hết quả đi rồi, chẳng còn gì mấy mà ăn. Chán hết chỗ nói. Mình là đầu bếp dở nhất quả đất. Con yêu, con đang làm gì đấy? Con khóc đấy à? Quả kiwi ghét con. Ôi chà, để mẹ xử lý. Nghĩ xem nào. Thấy không? Cầm dao và cắt như thế này. Rồi lại cắt làm đôi một lần nữa. Và làm tương tự với cả bên kia. Giờ thì nhấn nó vào thành cốc như thế này, cho đến khi vỏ tách ra khỏi quả. Và nó rơi thẳng vào trong cốc. Xong hết rồi, thấy không? Mẹ ơi, mẹ là thần đồng cắt hoa quả. Wow, miếng này trơn quá đi mất thôi. Chà, mày không rơi. Nhưng có lẽ con nên ăn bằng dĩa. Ta-da. Vâng ạ, con cảm ơn. Ngon. Còn là quả kiwi nhỏ của mẹ đây. Của con đây, David. Eo ơi, trông như bát bùn ấy mẹ ơi. Thôi ngoan nào, tốt cho con mà, thử ăn xem. Con không chắc đâu mẹ ơi. Kinh. Con không ăn đâu. Lõm bõm ghê lắm mẹ. Thế còn cái bánh ở đằng kia thì sao? Mình có tâm trạng cho nó hơn nhiều. Thật nhiều kem sô-cô-la. Không, đừng có mơ ông tướng ạ. Mẹ biết, lúc nào con cũng thích ăn cam mà. Nhưng vẫn không ngon bằng bánh mẹ ạ.
Thôi khỏi. Hay là mình còn thứ gì khác? Sữa chua giàu protein. Xem mẹ có gì cho con này David. Ờ, con không biết. Chắc con không thích đâu. Khoan, mình đã nghĩ ra một ý còn hay hơn cơ. Sẽ chỉ cần chuẩn bị một chút thôi. Đầu tiên bóc vỏ cam, rồi dùng que gỗ đâm qua như thế này. Đặt chúng vào một cái ly lớn. Giờ thì đổ sữa chua yêu thích của bạn vào. Loại này ăn với trái cây thì bá cháy bọ chết. Và bạn có thể cho bao nhiêu vị khác nhau tùy thích. Cái ly sắp đầy rồi nè. Giờ thì chỉ cần bỏ vào tủ lạnh một chút. Và chỉ trong nửa giờ, chúng ta đã có món ngon cực xịn. Chỉ cần đặt nó xuống và kéo que ra thôi. Không có que, mọi thứ vẫn gắn với nhau. Rồi cắt thành nhiều lát nhỏ. Bên trong thật đẹp phải không nào? Cứ như có món tráng miệng ngọt mà không cần cho thêm tí đường nào. Bữa sáng của con ạ. Chuẩn không cần chỉnh. Thơm quá. Cá là mình có thể chọc trong 2 giây. Bố ra cửa hàng ạ. Và bố mua cho con món con thích đây. Kèm vani thơm ngon nhé. Xem nào, bố còn có vài thứ nữa. Đây là thứ duy nhất con quan tâm. Nhưng sao kem lại mềm thế này? Cứ như là súp kem ấy. Không chịu. Ôi thôi, đừng khóc. Đây, để bố sửa lại cho nhé. Này, cho bố dùng đồ chơi đặc biệt nhé. Bố đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Cho loại hạt yêu thích của bạn vào các lỗ nhỏ này. Sau đó đổ kem tan chảy vào trong. Bạn có thể sử dụng vị tùy ý thích nhé. Nhưng nhớ phải đổ kín mọi thứ đấy. Hoàn hảo. Giờ thì cẩn thận đặt nó vào trong ngăn đá. Và cố gắng đừng làm đổ nhé. Và giờ ta đợi khoảng 10 phút thôi. Xong cả rồi. Chỉ cần đặt úp nó lên đĩa thôi. Thấy không? Oh, tuyệt vời ông mặt trời bố ơi. À ha. Khoan, suýt thì quên mất phần đỉnh nhất. Con thích sốt sô-cô-la phải không nào? Của quý cô đây. Bố là nhất bố ơi. Có vẻ mình đã dùng hết hạt rồi. Chẳng còn gì cho mình. Cứ như có bữa tiệc trong miệng vậy. Rất vui được giúp con. Tớ biết. Hôm nào tụi mình nhất định phải ăn trưa cùng nhau nhé. Lâu lắm rồi đấy. Mẹ ơi, con bị tuột dây giày. Đợi con buộc lại đã. Tuần sau thì sao? Piu piu. Được rồi đấy, chờ chút, đi thôi con yêu. Hả? Cô đưa con đi đâu thế? Xong rồi mẹ ơi, con tự làm nhé. Mẹ ơi, mẹ đâu mất rồi? Mình cần đổi kiểu tóc. Mẹ ơi, con chán. Wow, kẹo này. Ồ, chả còn viên nào. Đi tìm cái gì chơi mới được. Wow, tớ cũng biết lẻ lưỡi đi nhé. Nhìn này. Thấy không hợp lắm. Gì đây? Nhìn hay ho phết này. Wow, không biết có gì ở bên trong nhỉ. Wow, có hoa này. Mình sẽ dán lên người. Một cái trên má nữa nhé. Tuyệt vời ông mặt trời. Cứ như thả thù ấy. Mình ngầu bá cháy. Thằng cu đâu rồi? Liam. Ôi, con đây mẹ ơi. Ngầu không mẹ ơi? Còn làm gì đây? Thế này không được ra ngoài đâu. Để mẹ gỡ hết băng cá nhân ra. Au ui, không, đau lắm. Quay lại đây, mẹ không có thời gian đâu. Đứng lại. Không đuổi được nó nữa. Liam, cu ơi, xuống ngay. Không, mẹ đừng ép con. Ngồi xuống, đưa tay cho mẹ. Mình nghĩ ra cách xử lý rồi. Và sẽ không đau tí nào. Mình sẽ nhúng tăm bông vào Vaseline. Rồi trà lên trên băng cá nhân. Giờ thì chỉ cần bóp ra thôi. Xong, có đau không hả cậu hai? Biến mất rồi này.
để tôi xử nốt. Giờ mới thấy gương mặt đẹp trai của con này. Ok, đi thôi. Mẹ xót một cái. Suýt, bí mật của chúng mình nhé. Búp bê ơi, em xinh quá. Kẹo của con đây bé yêu. Con không cần đi toilet trước khi mình đi chứ? Không ạ. Đi thôi. Ok, ok. Chờ đã. Ui, vui hết sảy bố ơi. Thời tiết đẹp quá. Đừng đi xa quá con nhé. Nhìn đẹp quá. Mình muốn hái nó. Đây rồi. Mùi thơm ghê. Mình muốn đi xẻ xẻ. Bố ơi, chim sẻ gọi đại bàng. Bố hiểu rồi. Ok, đi với bố nào. Nhanh. Để bố tìm xem có bụi cây nào quanh đây không nhé. Chỗ này được này bé. Vừa xả nỗi buồn vừa đắm mình vào thiên nhiên. Không chịu đâu. Ok, để bố tính. À, ra rồi. Đi theo bố. Ở đâu ạ? Bố ơi. Đây này bé. Bố đùa con đấy à? Không. Nghĩ xem nào. Chuyện này nhức óc ghê. Có cái thùng này. Bố biết rồi. Chờ nhé. Bố sẽ đặt cái thùng này vào cốp. Và nắp này sẽ giống như bệ ngồi toilet. Ngai vàng đang đợi con này. Vừa kịp lúc luôn. Bố sẽ che chăn lên cho con được riêng tư nhé. Làm bố đâu có dễ đâu. Này, nhanh lên con gái ơi. La la la. Ava. Một ngày lười biếng thong thả rửa xe. Phù, này nóng ghê cơ. Xin chào. Gồng lên nhìn cho bự con nào. Cậu phải nhìn thấy cảnh ấy cơ. Nhìn kìa. Không ai có thể cưỡng lại cú hất tóc của mình. Chào các người đẹp. Thời này ai mà còn làm trò đấy nhở? Quê sệ. Họ đang cười. Vào bản mặt của mình sao? Ôi không. Quể chết đi mất thôi. Thổi kệ, lau xe tiếp. Chăm sóc xe cưng thật cẩn thận. Không tì vết. Sạch bong sáng bóng. Khá là hài lòng đấy. Bố ơi, đèo con đi học đi ạ. Vào xe đi con yêu. Dạ. Bố ơi đi thôi. Để bố bật nhạc lên đã nhé. Con thích bài này. La 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 la. Không, con làm gì vậy hả? Úi, chị nhội. Bố mới rửa xe đấy. Nhưng mình vẫn sẽ nhảy một xíu. Woohoo! Bố mới nói gì? Không sao cả. Hít thở sâu. Nhớ về tiết học yoga hôm nọ. Khoan, mình có cách rồi. Áo phông này sẽ xử lý mọi chuyện. Bố sẽ chùm lên phần tựa đầu. Rồi kéo nó chùm khắp lưng ghế. Đấy, tha hồ mà nhảy nhé. Con cảm ơn. La 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 la. Đi thôi. Shoo, cái lũ muỗi này. Để mẹ xì thuốc chống muỗi cho con trai nhé. Không, mùi ghê lắm. Con đi đâu vậy hả? Thôi kệ, biết sao giờ. No, không bắt được con đâu. Ở đây tha hồ mà ăn kẹo này. Chuyện này đọc bánh cuốn thật. Dài ngon xỉu. Thôi xong. Đi hết đi. Mẹ ơi, để cho tôi yên. Tiếng liềm hả? Không, chắc tiếng gió cũng nên. Cứu con. Chết này. Lũ muỗi điên rồi. Mẹ ơi, cứu con với. Con bị muỗi đốt quá trời. Lũ muỗi xấu xa. Đừng lo con yêu, mẹ có cách rồi. May mà mẹ có mang thuốc này nhé. Mẹ sẽ nhỏ vài giọt lên băng đeo tay. Thế là lũ muỗi sẽ không dám đến gần.
và con khỏi lo bị đốt nữa nhé. Nào, hôn mẹ cái coi. Ừ, con thả đi chơi với bọn muỗi còn hơn. Ảnh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chết này. Đến tiết mục khoa học rồi con yêu. Làm quái vật đi mẹ. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ chơi vui một chút nhé. Mẹ đã vẽ khuôn mặt lên lõi giấy vệ sinh rồi. Và mẹ chuẩn bị đổ muối nở vào đó nè. Rồi cho chút màu thực phẩm vào. Vậy là đủ rồi đó. Giờ là nguyên liệu bí mật, giấm chua. Sẵn sàng chưa? Hài quá đi mất. Lõi giấy ói ra kìa mẹ. Wow, mẹ làm lại lần nữa đi ạ. Trận này đỉnh quá ạ. Đúng thế con yêu. Ồ, bé bông ơi, con đeo cái loa này nhìn xinh ghê. Xuống đi con. Tóc con tôi bị làm sao thế này? Nhìn con giống như vừa ngã vào bụi cây ấy. Mà không sao, chắc ai đó cần đi tắm cho sạch sẽ rồi. Đi tắm ạ? Mắt con, cay xè luôn. Đừng mà mẹ. Không, thôi ạ, con không muốn bị cay mắt đâu. Ok, vậy thì không ổn nhở. Khoản đã, loa của bé bông, mẹ mượn nha. Mình có ý này nè. Chắc chắn sẽ hiệu quả. Mẹ ơi, mẹ làm gì thế ạ? Mẹ sẽ đặt cái loa này lên trên mũ của con, sau đó cố định tóc vào vị trí này. Kiểu này trông kỳ cục quá ạ. Sao lại là nhà tắm? Mẹ ơi, thế này có ổn không mẹ? Đừng di chuyển bất ngờ nào con yêu. Mắt mình không sao này. Thấy chưa, mọi thứ đều ổn mà. Để mẹ gội cho sạch tóc nha. Và giờ là xả nước cho hết bọt. Nhột nhột đấy, con gái ngoan quá. Mình chẳng biết phải làm sao nữa. Thử một miếng đi bé con. Không, con chả thèm. Thấy ghê lắm. Biết rồi. Ăn xong mẹ cho đồ chơi này. Thôi ạ. Rồi, hay là mấy cái Pop-It này. Còn có một cái rồi nè mẹ. Còn chả thèm. Bó tay. Thế còn vali đầy tiền này. Con sẽ mua được nhiều kẹo lắm đấy. Quá trời tiền luôn. Không, mẹ đừng mua chuộc con. Con đúng là khó nhằn đấy. Con không ăn đâu. Wow, căn bếp xinh đẹp của tôi. Hài thật đấy. Con muốn chơi với bạn tiên cá. Tiên cá? Nó là mình nảy ra ý này. Để làm bữa ăn vui vẻ hơn, các mẹ chỉ cần một cái thìa và chút đất sét mà thôi. Cán phẳng đất sét ra này. Sau đó, quấn nó quanh tay cầm của thìa và gấp nó lại. Sau đó, tạo hình cái đuôi cá bằng đất sét này. Thế là xong. Tiếp theo là dùng dụng cụ điêu khắc để thêm chút chi tiết cho đuôi. Nhẹ nhàng khắc đất sét bằng dụng cụ nào. Nhìn ổn đấy. Giờ chúng ta thêm vảy cá nhé. Bắt đầu từ trên cùng, rồi đi xuống phần tay cầm này. Nhớ đừng khắc sâu quá nhé. Chỉ cần một vệt nhẹ trên bề mặt là được. Khi đã xong, hãy đặt cái thìa lên khay nướng và cho vào lò. Lò sẽ nướng và khiến đất sét cứng cáp. Lấy thìa khỏi khay và để nguội. Bước cuối là tô sơn bạc lên cái đuôi. Mong cách này hiệu quả. Wow, thìa tiên cá này nhìn ảo diệu ghê. Con gái ngoan quá. Chào vợ yêu. Bố ơi. Chào con yêu. Bữa sáng của anh này. Anh chả ăn đâu. Nữa hả trời. Đúng là cha nào con ấy. Không, em đừng mơ. Bán cho tôi một chiếc. Có liền đây. Của cô này. Kẹo của con này Betty. Đi thôi con yêu. Ngon quá. Đợi chút nào cục cưng. Mẹ phải nghe đi ấn. Alo. Xin chào. Lâu rồi mới nói chuyện nha. Mẹ ơi ơi. Đâu có. Không thể tin nổi luôn. Rồi rồi Betty. Kẹo của mình. Phải nhặt lên thôi. Bẩn quá à. Bông bay của mình đâu rồi? Không, quay lại đi. Xin lỗi bạn bóng bay. Sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người tốt chứ? Sao vậy Betty? Tí nữa gọi lại nhá. Không sao đâu bé con, để mẹ giải quyết vụ này. Bán nhanh nhanh dùm tôi cái. Rất vui vì được phục vụ. Đáng lẽ mình không nên bỏ học. Mình phải ngăn không cho sự cố đó xảy ra lần nữa. Mình sẽ buộc giấy bóng bay quanh kẹo mút. Thế là ngon lành rồi. Của con này Betty. Wow,
cảm ơn mẹ. Nhìn này, bóng bay không bay đi luôn. À, tuyệt quá con yêu. Con vui lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Để đấy cho mẹ. Lạ lùng quá đi. Bá cháy luôn này. Mình vẽ như họa sĩ ấy. Phải thêm màu xanh nữa. Cô họa sĩ nhí của mẹ. Con chào mẹ. Ôi không, cái gì đây? Đừng nói là con hamster đó nha. Là bút sáp của con. Trời ơi, thế thì sao mà con vẽ ạ? Không sao đâu, mẹ sẽ nghĩ ra cách thôi. Mong thế. Sao con lại khổ thế cơ chứ? Đúng là tồi tệ. Cái khuôn này trông có ích đấy. Cũng đang thử mà. Mình sẽ cho bút chỉ gãy vào khuôn. Bỏ đầy các con số này. Thế là đủ nhé. Giờ đặt khuôn vào lò này. Như vậy, sáp sẽ chảy ra. Trò này giống như nướng bánh vậy đấy. Mong là sẽ hiệu quả. Đến lúc lấy khuôn khỏi lò rồi. Cẩn thận nha, nóng đấy. Mình sẽ để sáp nguội lại rồi mới lấy khỏi khuôn. Nhìn hay quá đi. Mình sẽ xếp nó lên cái đĩa này. Mong là Cheryl thích chúng. Đó là sáp con thích nhất luôn. Không sao đâu con yêu, xem mẹ có gì này. Đây là màu sáp sao? Là số này. Nên dùng cái nào trước ta? Mẹ ơi nhìn này, có nhiều màu lắm luôn á. Mẹ rất vui vì con thích. Con thích lắm. Ôi không, mẹ ơi. Muốn đi nghỉ dưỡng ghê. Tại sao chứ? Gì đây? Hay nó giống như cánh cổng bí mật đến một vùng đất huyền bí. Chỉ có một cách để khám phá ra. Không, tôi đặt áo màu phớt hồng, chứ có phải màu hồng kẹo ngọt đâu. Xem nào, chỉ cần với tay một xíu. Đảm bảo nếu... Jared! Không, dừng lại! Chắc là sẽ vui lắm cho mà xem. Còn nghĩ mình đang làm gì hả? Mẹ đã dặn không được làm thế mà. Không công bằng, rõ ràng là có cổng bí mật ở đằng sau. Đừng khóc mà, xem mẹ có gì này, con sẽ thích đó. Cho con. Chậm xíu thì. Có khi dùng được cái nắp nè. Nhìn xem, kích cỡ vừa đúng luôn. Không thử sao biết, mình sẽ thêm vài túi sữa chua uống nữa. Mình sẽ cắm đầu túi vào ổ điện và xoáy nắp. Cái này sẽ ngăn những ngón tay tò mò. Và giờ thì mình có thể thư giãn rồi. Vâng, tôi muốn đặt áo màu xanh dương nhạt, không phải xanh đậm. Và đã đến lúc khám phá cánh cổng kỳ diệu. Chuyện gì thế này? Trời, chán như con rán. Biết ngay sẽ hiệu quả mà. Giờ mình cần trang bị khắp cả nhà cho chắc ăn. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đi ngủ thôi. Nhưng con chưa buồn ngủ. Ngủ ngon nhé con yêu. Bố đi chưa? Mình chưa muốn đi ngủ mà. Mình chỉ muốn chơi thôi. Mình thích slime này. Nó vừa dẻo vừa dai này. Em có muốn thử không búp bê? Đúng vậy, ăn hết đi nào. Ok, chị cũng thử xem. Chưa gì đã sáng rồi sao? Ôi không, chuyện gì vậy? Nhìn tóc em kìa, dính toàn slime rồi. Nó nhằng nhằng luôn ấy. Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Madison, sao vậy con? Búp bê của con. Ôi, đúng là thấy ghê quá. Nó dính chặt vào tóc rồi còn đâu. Khoan, đây là slime mà. Úi, chắc là thế ạ. Đưa đây cho bố. Con biết nhà này không được có slime à? Giờ để xem chúng ta có thể làm gì với mái tóc. Bố chẳng biết mình có thể làm gì nữa. Vội cũng chẳng sạch được đâu. Nhưng bố có một ý tưởng. Bố sẽ cạo chọc đầu cho búp bê. Bố ơi, bỏ dao cạo xuống đi. Không. Việc này bố làm nhanh thôi. Kiểu đầu chọc sẽ hợp đấy. Thật ra cạo thấy thích tay ghê. Wow, nhìn đầu búp bê bóng loáng luôn kìa. Đấy, bố xong rồi, nhìn xinh chứ. Nói xin chào búp bê mới đi này. Bố sao vậy ạ? Nhìn mà xem. Bố đã cố hết sức. Chả hiểu con muốn bố phải làm gì nữa. Mà chờ một chút, bố có một ý hay. Mình có thể dùng len. Với phần tiếp theo, mình sẽ cần một cây kim. Mình sẽ khâu vào búp bê.
và kéo ra ở bên kia. Sau đó mình sẽ tháo kim ra. Giờ mình sẽ làm tương tự với sợi màu vàng. Mình sẽ móc sợi này ngay bên cạnh sợi đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục làm việc này cho đến khi hoàn thiện mái tóc. Như vậy thôi, đẹp quá đi. Cứ như búp bê có cầu vồng trên tóc vậy. Con thấy sao nào Madison? Con thích lắm ạ. Nhiều màu sắc quá đi. Con cảm ơn bố. Bố là nhất. Chuẩn, không cần chỉnh. Có khi bố sẽ tạo kiểu tóc giống như búp bê của con. Mình phải bày biện cốc ra. Con đang mở tiệc trà đấy phải không? Cứng quá đi. Ấm trà của mình đâu rồi? Trà mới pha luôn đó. Tớ biết các cậu sẽ rất thích mà. Và tớ có kẹo nữa này. Đừng lo nhé, có đủ cho tất cả mọi người. Và tớ còn có một món ngon nữa. Chúc chích thơm ngon đây. Khoan, thế có đủ không? Có, tận 3 người. Nhưng chỉ có một cây xúc xích. Thế thì không ổn rồi. Hay là mình bẻ xúc xích làm 3 miếng nhỉ? Con làm được mà. Cho xúc xích biết ai là sếp đi. Không bẻ được. Úi giời. Úi, con xin lỗi. Chuyện gì vậy hả? Có tận 3 đứa cơ ạ. À rồi, đúng là có vấn đề. 1, 2, 3, thế mà chỉ có một cây xúc xích. Chúng ta cần nghĩ cách xử lý. Bố đã có giải pháp rồi. Ở đây, có dụng cụ nhỏ này. Đúng thứ mình cần rồi. Alo, cho tôi đặt đơn hàng nhé. Nhìn mà xem Madison. Nó sẽ nhanh chóng cắt nhỏ xúc xích. Chúng ta thử nghiệm thôi nào. Bố sẽ mở nó ra và đặt xúc xích vào phần giá đỡ. Những thanh kim loại này sẽ cắt nhỏ cây xúc xích ra. Như thế này. Wow, thật là dễ dàng. Quả là một phát minh hay ho. Wow, lùi lại đi. Từ từ đã con yêu. Bố sẽ đặt lên đĩa cho con. Mời quý cô. Con xin. Há miệng nào. Bố phải làm sao nếu không có con chứ. Công nghệ thật tuyệt vời phải không nào. Tận hưởng tiệc trà đi nha bé con. Ăn nào Teddy ơi. Đúng là chú cún ngoan. Bài này hài lắm. Dạo này trong vùng có tên trộm mèo cơ đấy. Hả? Bố đùa thôi mà. Ồ phải, bố hiểu rồi. Madison. Gì thế hả bố? Con đưa cún đi dạo một vòng đi này. Không thành vấn đề. Con cần chuẩn bị xíu. Ok, xong rồi. Đi thôi cún. Khoan, nhớ mang túi hút phân này. Khiếp, con không muốn đâu. Rồi, bố sẽ đi cùng. Thôi đi nhanh còn về nào. Đã định hôm nay lười biếng rồi. Đi chơi vui phải không nào? Sao thế? À phải, giải quyết việc đại sự. Này, ai cũng phải làm chuyện đó. Phủ, dạo này con đã ăn gì vậy? Cục này của con đấy. Trình bố đòi nuôi chó cơ mà. Ok. Sao bố phải làm cái việc ghê này chứ? Bố đâu có muốn động vào. Hồi quá. Xin lỗi, bố bó tay thôi. Vẫn phải dọn chứ. Đúng rồi, bố có thể dùng kẹp càng cua. Bố sẽ dùng kẹp để hốt phân. Xem mà học đi. Bố sẽ lồng vào bên trong túi. Sau đó bố sẽ gắp phân thật dễ dàng. Không hề phải động tay vào nhé. Giờ thì kéo túi bóng lên thôi này. Vậy là đã hoàn thành. Vứt túi này vào thùng rác. Con gái thấy bố có sáng tạo không nào? Bố đeo lại kẹp càng cua cho con nhé. Đi thôi. Xem bố có gì này. Rau xanh ngon và mát đây. Và một xô gà chiên siêu bự. Bố sẽ thưởng thức bữa ăn này. Thơm ngào ngạt. Hả? Sao thế con? Mình cần nói chuyện. Bố ăn gà, còn con phải ăn cái này. Này, bố không tạo ra quy tắc. Đây này, xem biểu đồ đi. Con có thấy gà chiên ở trên đó không? Ồ, chán chốt. Đúng rồi, chúng ta hãy chơi một trò chơi. Khoan, ý con là... Ok, bố thích thử thách đấy chứ. Nếu con thắng, mình đổi thức ăn. Bố thích cá cược đấy. Chơi luôn. Bố có kem đây. Con sẽ phải hối hận cho mà xem. Yeah yeah, sao cũng được. Ok, xong rồi đấy. Vào này, hồi hộp muốn rớt tim. Mình có linh cảm tốt về lần này. Phủ, không có gì. May mắn của người mới thôi. Đến lượt bố, chắc chắn sẽ chẳng có gì đâu. Không. Yay, con thắng. Woohoo. Không công bằng gì cả. Lúc nào bố cũng nói thế. Giao nộp gà cho con đi. Thế này mới đã chứ. Bố nói đúng, gà này thơm nức mũi luôn. Này, đợi đã. Mình chơi thêm một vòng đi.
Thôi khỏi ạ. Thôi thì cũng đáng thử. Mình ghét ăn rau mà. Không, không. Madison, con lại rơi khỏi giường đấy à? Sao con bé vẫn ngủ được cơ chứ? Lên đây này. May mà mình đã nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Cái này sẽ giữ con bé nằm yên và không còn rơi xuống nữa. Hả? Sao con bé làm được? Đêm nào cũng như đêm nào. Nhưng mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ đặt phao ống tập bơi dọc theo mép của khung giường. Mình đã cắt một đường theo chiều dọc nên gài vào rất dễ. Khi Madison lăn sang đây, xốp sẽ giống như tấm cản vậy. Con bé sẽ không rơi xuống nữa. May quá, có tác dụng rồi. Mình phải khẽ tiếng mới được. Mẹ mang rất nhiều trách nhiệm trên vai, nhưng điều đó không có nghĩa bạn không thể vui. Đâu là mèo yêu thích của bạn? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nha.